bao Campuchia cho đẹp cục cạch tới bàn cài bằng Ờ. tin cả cái đá ngày đi cần là trong tổng cục đấy Càng em check khoan đây. và sản phẩm full Campuchia và full Campuchia miền Campuchia dưới miền của đấy miền rồi để bệnh tê full môi trường nó vừa còn Bàn tay mau ơi. buôn tê miền Bàn miền tay mau má được miền đó. Thái miền Tì Mõi miền rồi nên mà chặt Được. tiền tiền vật mà lên đấy chặt đam hải cài bao chân thì chơi được bọc trong cam được kia cặp vượt cặp đam thời gian đây được bọc rồi này cặp vượt kia được bọn Arsenal phút hai tôi thì chỉ còn tập một phần thấy ở bên làng vượt chân ở lại đi cài bao tiếng ô một liếm ở cả bao lao đấy nhỉ bà ví và bà cài bao tiếng ở cả sông mà chưa đi về chỗ ta là ô và mình là sao bàn đây mình là sao bàn đây lại và còn là cái clip ốc bàn mà tôi cầm cam thì chỉ dùng bàn chuyên clip ý lên giải được bán thì giặt giặt á và rồi lắm thì nó một món của bạn của dưỡng tràn là bạn chất thì đại kỳ nó một món và lấy bao trùng và bao trùng là bao láo bên em tìm ờ nên anh kêu vậy mình bèn tìm hay vậy nghe nữa mình đẹp trùng lại thì để chăm chỉ là bao nhiêu miền cả sọc lá ở còn miền xài cà phê bây giờ à lần này còn bao trung chân thì láo mà các ba lên còn tầm thế để to tiếp và cặp cái chuyện đi bạc cho mình xài cà phê cà phê tiếp và rồi lấy những hợp tên lấy toàn tính tích thì phải bài 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 bốn này rồi cái chuyện kia láo ní tao biết tốt mà chưa ní máu cài sọc lá chui và cái sọc sala này lúc này ấp trứng thì nó một môn mặc rộp bạc có đai mình đây từ vừa to tiền và đặt sai cắp cái lấy những lúc học bà gì rồi bà là cái cắp luôn kìa và mình quay lại đi bán mối tùm lẹp hoặc ráo bọc to thì chứ tìm nó sạp với cái chút ở cả cả đôi chứa cái lấy những cắt chỗ bây nhị ủ và quý tên mặc rộp bình đại miền tây miền màu thế là nền mặt rộp điên đấy đấy không thông tin nền mặt rộp nè cà phê cùng với insulin đặc biệt máu mạnh rồi hai mà chơi nhất học thì giá phần này lọ mười và ở tập phần này lọ mười và này na đây thì nè nhưng ở bàn phải tục ta tiện ở đây nè và sạc con tâm áp đẹp màu và lấy một to tên sản xuất cho ai tập trung gì cọc từ láo cọc từ đám còn lại những đọt trùng mũi láo một ốc rồi sang mũi sai cà phê với ốc chân từ đôi tí cái thịt lấy mà phải bấy lấy vào in xịt chặt đồ vào ốc rồi sang tài toàn lấy và mà chân vào sai cà phê lẹ và cái lại nước trên thì mới chân chặt tuần này ở xe thông tin trên lấy trên mình bảo hỏi David 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 của tôi cái lại này học cả hỏi mà chưa đi phút học cả mà chưa cho mùi sồn và nẹ đất sốt này cứ cái lá con lấy đọc phí xu hẳn nè rồi bọn nè gặp vợ và sốt mang trọc bao và thật cô ngay và xu hẳn nè thì đọc chỉ biết cái bàn trọc hỏi à là ô mình tên xu hẳn nè bọn nè gặp vợ là con lời dụ bao nhiêu và ban mà pro mua nói cho ni cả tôi mau lại ni rosie rosie cặp hót hà na em này mà đâu tập phật và nhẹ chạm ti là bọn làm mùi sồn mùi sồn phần đi một mau lại ni em và on mà phần đi trong ban mặc kệ hàng lo mùi mì đi và đây còn nhiều và còn láo cứ mặc kệ pro mặc kệ pro hiền về tràn về lạnh tịch 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 tại cái lái này ở cả bọn lao mình lao lao phải mà chưa nghĩ khóc mà các bạn lại tụt nọ cái sắp cái lao ôi bảo vi vi nên tụt nặng ta và trong chuyện và khi là o được chặt đạn đá mình lùng lùng là thế giờ mới cả tay mình mang mình cứ là o tay tụt nặng là đây chặt nó khóc sai cả phi dưỡng đi tay mặt quá lấy mình mang cái tụt nặng khóc là và khi có lo được khi đấy đi lột tên thì cho sai cam phi lịch bay bao nhiêu vậy à lấy tên có tên hỏi nhạc cam phi tên nhà cái này bao cam bao phần lịch bay cũng
bà lao lên mà phải 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 bay bà lao mặt chơi ní ôi và chân thật ra rồi bây giờ toàn ban lên như tầm tầm một nhà bà dưới vì mấy mấy ngày nhạc tuần này chơi sao bởi vì gọi chọn đang tập tục vật trên thì nuôi nhà chặt cà và đối với cái chỗ lên chúng ta ta cả lạc rồi thấy thương mấy nay nó còn sống tạm được rồi như mưa giờ nó trở lại tập để tuần tụ quần thì tập bảy trên quạt tố thì ấy tổ tập các quạt tố xi mau quạt tố lên luôn quạt tố tăng quạt tố lên ba trung thì tháng láo cái lại nên ông tài bật qua tài to tiếp chúng ta cái lại nên ở trên thật tiếp ở đây nên và ba con thở tạm ở bên trong มีนักคงหลายเนี่ยนะครับผมจะจบหลายอย่างหลายอยู่ค่ะจบเนี่ยผมก็คงจะพลิกหลายเทคนิคไปต่อคนกันมาขวานเลยครับการได้ดำเนินประกวดหน้าแต่ต้องหลายเรื่องต้องมีหลายต้องใช้ và lấy này băng mà đo này trăm tỷ và vậy cái sạc cái đàn này đừng cái càng con nát được cái và tiếp rồi xuống và thì các bạn lên lúc nãy nó mà đi sạch bàn và đi thôi sạch bàn khi còn nhiệt lạnh thì đặt ôm đón khi mà xuống riêng còn nhiệt tập đặt ôm đó một khi mà cười đàn tay cái lái ôi và cả thì vượt ba đấy rồi sẽ không thể đạt tôi mơ mà tan đi tôi bây giờ mà nếu ấy ấy ba trùng trên phim mặt đầu rồi mà nó run bao nhiêu thời gian, một lòng máu, một bàn chân chính, bắt tôi lỗi, cái tổ bàn, cái thứ vật gì, và hẹn tâm tâm hẹn tâm tâm ơi lúc bắt tôi lỗi, đi mà các báo, ok, và bao tay chết thì dương lỗi thì cả, ừ, cả lên cho máy thì lỗi thì cả, cái nó chơi rồi thì ở tôi muốn làm, à lấy đi chọn ba bàn về nhé. โอ้เติมต่อที่โอ้เติมต่อที่นี้เอาการบ้านยืนเลยโอ้ยแบบหลอดบ้านเลยบ้านสองนี่อยากคอนโทรลมีประมาณแบบแบบติดติดเกิดเสียงแล้วบ้านชุดนี้บอกการเมืองที่ต้องใจเลยนะติดติดเสียงแบบ và inso david inso david david toàn mặt trưng như nó ôi chẹp chẳng mà chẳng gì chẳng bài đây là tôi ta biết và tại đây tôi ghi bỏ màu bình tập pembantu pengadil telah pun mengatakan offside agak lembab sedikit sepakannya tadi kita saksikan ulang tayang ini perlahan saja sepakannya seolah-olah memberi peluang kepada penyegol masih mengawal bahaya pemain nomor 10 ini menurun peluang terbuka menurun tadi dan satu keadaan yang agak bahaya juga peluang terbaik untuk Lau menyamakan kedudukan apakah berjaya tidak masih dapat dikawal ini peluang bagi Kamboja masih dalam permainan peluang antar oh sayang terkena salah seorang pemain pertahanan Kamboja dan sekaligus memberikan sepakan penjuru untuk Lau di
yang ke-35. Sepakan surut. Satu kedudukan yang baik bagi Lau untuk peluang. Oh, sekali lagi satu percobaan pemain Kuari Laburai tadi membuat try dari jauh tetapi dapat diselamatkan oleh penjaga gol Republik Lao. Kiton terpaksa membuat tepisan tadi dan akhirnya memberikan sepakan. Kita saksikan gerak perlahan dari cepat bertindak memberikan sepakan penjuru untuk Kamboja. Sekali lagi peluang baik dan akhirnya terjatuh penyerang ataupun penjaga gol Republik Lao. Kiton dan pengadil memberikan sepakan untuk Republik Lao. Sepakan akan dibuat oleh pihak yang baik. Oh, mengelirukan juga sepakannya, mengelirukan sepakan pemain Kamboja tadi. Lontaran untuk Lau di Kamboja. Ah, ini dia peluang baik. Oh, tepat pada penjaga gol. Itulah satu peluang baik dari pemain yang kecil tapi mampu mengejutkan pertahanan Kamboja tadi. Ini dia kita saksikan gerak perlahan tepat pada penjaga gol. Sayang tadi peluang terbaik Bom Pacan tadi. Ini dia penjaga gol yang tenang saja menghadapi lawan. Kita saksikan penyerang Kamboja mengawal. Ada 7 pertahanan Lao bersedia menanti. Kita saksikan. Oh, ini peluang terbaik bagi Kamboja. Peluang dan akhirnya dapat dikawal sana oleh Pia Chong. Memberikan lontaran untuk ke Kamboja. Mengawal. Cantik. Peluang. Dan akhirnya memberikan sepakan gol untuk ke Republik Lao. Dan permainan terpaksa dihentikan bos ketika. Bila mana kita saksikan. Inilah gerak perlahan. Pacan dari coba bergerak pantas tapi diikuti rapat sana oleh pertahanan Kamboja. Hindu Sawan tadi memberikan sepakan surut untuk Republik Lao. Akan dibuat oleh Bom Pacan. Pacan buat sepakan dapat ditandok sana. Masih lagi dalam permainan. Peluang baik, lambat sedikit dan akhirnya kurang baik hantarannya. Memberikan sepakan gol untuk digunakan oleh penyerang-penyerang Lao. Ini peluang baik bagi Kamboja. Ah, peluang terbuka. Bagaimana? Oh, sayang. Sepatutnya beliau mencoba.